mọi người, lại là Linh đây. Hôm nay sẽ là tập tiếp theo của series Nấu ăn cùng Linh. Mình sẽ mang đến món gì đây nhỉ? Chị Honey ơi. Ủa gì vậy bà? Này trời nóng quá à. Uống trà bưởi đi em. Ghê à, bonus hả? Bonus hả? Bonus đi. Trời ơi, đi sang đây. Ta nói gọi là thiên đường ẩm thực luôn đó mọi người. Hôm thì trà đào, hôm thì gì trà ô long, trà dâu, hôm nay trà bưởi luôn hen. Mới học được món này ở đâu đúng không? Bữa bị ghiền trà bưởi của bên 7-Eleven đó. Xong giờ mới đi tìm nguyên liệu để pha mọi người ạ. Quá, cái cốc này đẹp quá nè. Có chân châu trắng đồ nha. Ghê à bà. Ngon nhưng mà tiện luôn á. Rồi, hôm nay mình nào nhỉ? Hôm bữa em mới gửi cho chị cái bánh cupcake á, xong cái hình cái bông hồng ấy. Chính xác. Thật ra thì là cái hoa hồng ấy thì chị gọi là chưa làm bao giờ. Nào. Ê, nói nhỏ nè bà. Hôm nay có gì mình đừng quên baking soda ha. Không có đâu, không có baking soda. Không có baking soda mọi người. Không ạ. Thật ra cái hoa hồng ấy là mình đã được coi rất là nhiều cách làm đúng không? Mình chưa bao giờ tự tay làm cả. Thế thì hôm nay mình sẽ có một cuộc thi. Ok nè. Đứa nào làm cái cánh hoa hồng đẹp hơn thì đứa đấy lên làm thầy. Ok luôn. Ok luôn bạn ơi. Okay. Ok, để giới thiệu qua nguyên liệu rất là đơn giản ngày hôm nay để làm ra cái món rose cupcake này của chúng tôi thì chúng ta cần trứng, bơ, sữa, đường, vani, màu thập cẩm, bột mì, dầu ăn nào đó. Màu thập cẩm. Màu thập cẩm. Màu okay. Thực phẩm nha mọi người. Màu thực phẩm. Thực phẩm. Màu thực phẩm. Màu thực phẩm. Ok, bắt tay vào làm thôi. Let's go. Ok, mình sẽ làm kem bơ. Tại vì cái hoa hồng á, cái cánh á, mình sẽ cần phải một cái loại kem nó sẽ hơi đứng hơn một chút. Nếu mà kem mà bình thường mọi người có kem bơ với lại kem whipping cream, kem tươi á, thì kem bơ thì nó sẽ tại vì nó bơ khi mà tủ lạnh nó cứng lại thì cái shape lúc mà mình bắt bông sẽ đẹp hơn. Nên mình sẽ làm kem bơ. Thì đầu tiên mình sẽ làm kem bơ trước, bỏ tủ lạnh, sau đó mình sẽ làm bánh cupcake sau nha. Ok. Ok. Đầu tiên chúng ta làm kem bơ thì kem bơ này công thức là sẽ có dùng lòng trắng trứng nữa. Nên là mình phải cần 3 cái lòng trắng trứng. 3 cái lòng trắng trứng tức là đỏ. Lòng đỏ thì mình để ra riêng. Đây, cho em cái đồ này. Đây là dụng cụ tách lòng trắng trứng. Dụng cụ tách lòng trắng trứng hả? Ừ. Thế bây giờ em đập cái trứng vô đây, em bỏ nguyên một trái trứng này luôn. Nghĩa là đập ra, bỏ trứng vô đây xong em sẽ Oh my god. I see your mouth. Đó, xong rồi. Tuyệt vời. Đấy, rồi em nghiêng ra. Em đổ ra đây. Đó. Đó, xong em cứ nghiêng ra, nó sẽ ra. Nhưng mà cái lòng trắng này nó hơi vỡ không? Không, nó hơi mềm ơi. Mình không có bể đâu, không. Trời ơi. Không có bể đâu, tin tôi đi, nghiêng ra đi, nó không bể đâu. Nó giữ lại, nó không có. Ê, nó ra rồi. Thật công bà. Trời ơi, tin đây. Trời ơi, thấy chưa, phí của rồi của người ta chưa. Bà dẹp ngay con vịt đấy rồi. Bà đi. Cho con vịt đi ra chỗ khác nhanh. Rồi, ok, bây giờ thì bọn mình sẽ bắt đầu lại. Bây giờ mình sẽ sử dụng công cụ tách trứng chạy bằng cơm. Tại sao dính kem một xíu cái lòng đỏ cũng không được nhỉ? Tại vì cái lòng đỏ mà nó lòng trắng trứng á mà nó có lòng đỏ chất béo á thì nó sẽ rất là khó đánh bông, nhiều khi nó không bông được luôn. Mình đang cần đánh cho nó bông lên. Tiếp theo là 100g đường. Với lại mình sẽ cần một chút xíu giấm. Đây, giấm. 1/2 teaspoon giấm thì nó sẽ giúp cho lòng trắng trứng kiểu như nó ổn định hơn á. Thường là người ta sẽ dùng cái bột cream up tata, nhưng mà không có thì mình dùng giấm cũng được. Mình sẽ đặt lên một cái nồi nước đang sôi nhỏ nhỏ, đun cách thủy để khuấy nó lên thủy. Khuấy cái lòng trắng này lên cho nó tan cái đường ra. Rồi cho nó được đạt khoảng 70 độ C. Tưởng đun cách thủy là mình phải trụm nó xuống. Không, nó không được cái đít tô không được trụm, không được đụng vô cái nước nha. Nó nóng lắm. Nên là mình chỉ cần cái hơi nóng nó lên thôi. A few moments later. Cái nước sôi quá, nó nóng. Bể tô rồi. Nghe. Làm lại lần ba à chị? Hai bữa này nó bất ổn quá mọi người. Sao bữa này nó bất ổn như ta? Buổi nấu ăn bất ổn quá. Ừ. Buổi nấu ăn bất ổn và bọn tôi làm lại lần thứ 3. Cái này chúng tôi sẽ dùng đến thau inox mọi người ạ. À. Nó không có được xinh xắn. Thật, nó không có được xinh xắn nhưng mà nó an toàn. Bạn
khoảng cỡ 70, bảy trên 70, 70 được. Okay, đấy, ok. Rồi, để ra ngoài này. Nếu như mà không có cái này thì sao chị? Thì mình chạm vô nó ấm ấm không mà nó mới sao nó kéo ra nó kéo thành một cái đường nó dính dính vậy đó, chứ nó không có phải là nó rời rạc như mà lúc đầu á là được. Rồi, xong, bây giờ mình sẽ đánh bông nó lên. Rồi, đánh tóc vừa vừa cho nó mịn cái bọt lại. Xong mình hãy tăng tóc lên, đánh khi nào mà nó bông cứng lên thì thôi. Bây giờ em tắt thử, nhúng xuống, dở lên. Ừ, nếu mà cái chóp nè, nó đứng nè, thẳng đứng đâu luôn á, là chóp đứng là ok. Nếu mà chóp mà nó hơi bị quặt xuống á, là chóp mềm chưa được thì okay. Mà... Rồi, bây giờ mình sẽ vừa đánh, mình cho bơ vào. Bơ này là bơ lạc. Tại vì mình kem mình pha màu á, nên mình dùng cái bơ của TH Chung Miêu, màu nó sẽ trắng hơn. Thì lúc mà pha màu nó sẽ đẹp hơn. Mấy cục à? Mình hết tô này luôn. Hết tô này luôn hả? Ừ. Nên làm pha từng tí một. Ừ. Ok, mịn mịn rồi đấy. Từ được giờ chưa mà... bà? Ok, mịn rồi đấy. Nhưng mà giờ mình vét thành tô cái, mình cho nó đều một cái lại. Ok. Xong rồi mình sẽ cho một ít màu. Xong rồi cho một ít vani trộn đều lên. Cái lợi của việc đánh kem bơ là mình đánh nhiều nó cũng không có sợ nó bị tách nước như là kem tươi. Rồi. Rồi, đẩy xuống thế này này chỉ cho. Ví dụ mà cái này đúng không? Ví dụ như em mở lên xong lúc em dơ lên nhẹ nhẹ này nó sẽ văng ra ngoài thành này, nó sẽ không dính như này nữa. Từ từ, thả xuống đi ta, thả xuống này, bật lên rồi dơ lên, tắt từ từ. Nó tắt. À. Đó, nó sẽ văng ra hết luôn. Nice. Rồi, vét thành. Rồi mình bỏ vào túi. I know you. Rồi. Nhưng mà mới chịu thôi. Rồi. Đấy. Rồi gạt cho tay. Đó. Đấy. Rồi xong cái này bỏ tủ lạnh cho nó hơi đứng firm lại. Rồi đi làm bánh. Đây. Một cái cách khác nếu mà không tay không vững á thì tay em vững mà nhưng mà nó không vững cái bao nó tuột đúng không? Cái bao nó tuột. Thì được sao? Thì nếu mà muốn ấy thì thường thì mình bỏ vào đây xong rồi mình đó. Vậy đấy. Đi. Đấy. Như thế này. Rồi, ok, cho vào tủ lạnh hen. Ok, rồi. Bây giờ sẽ qua một cái công đoạn, nói chung là nó cũng khó đấy, nhưng mà nó chưa phải là cái công đoạn khó nhất mọi người ạ. Bây giờ chỉ là bọn mình sẽ làm cái cốt bánh bông lan mà thôi. Mà cái cốt bánh bông lan thì lần trước hình như em cũng có làm rồi nhỉ? Bữa đó là mình cốt bánh bông lan, cốt bánh bông lan bơ. Bơ nhưng mà nó hơi fail. Fail vì mình không có baking soda đó. Oh yes. Thì không biết là hôm nay mình có cần cái baking soda không? Hôm nay mình dùng một công thức khác mà nó có thành công không thì mình dùng. Ok. Chờ xem. Ok, let's go. Bây giờ lại phải tách ba cái bọn trứng này nữa. Đúng, nhưng mà bữa nay lòng đỏ giữ lại nha. Rồi. Để ở đây. Tiếp theo là trộn lòng đỏ với lại bột mì. 60g bột mì. 60g bột mì. Bột mì số 8 nha mọi người. Với lại 35g sữa tươi. 30g dầu ăn. Phải miệng hết nha, không thôi là đáng hồi lắm. Rồi, sau khi mà nó mịn rồi thì cho thêm miếng vani vào, trộn lên cho nó thơm. Rồi, ok, rồi để qua một bên. Rồi, tiếp tục. Okay. Cái này thì mình cũng cho vào đấy một ít giấm. Rồi, đánh lên cho nó có bọt. Đánh lên cái nào mà nó bọt, nó mịn rồi đó. Đánh như cái bọt nó mịn, nó không còn bọt bự nữa đó. Thì nó cho đường, cắt từ từ đường vào. Ok rồi, cắt từ từ đường vào, 45g. Bánh thế nào mà nó đạt cái chóp đứng giống hồi nãy ấy. Đó, nó chóp đứng rồi nè. Ok. Ok. Rồi. Chóp đứng ha. Đẩy xuống đi, xong rồi cho một nửa này vào. Nhưng mà không đánh nha. Đánh bằng máy là nó giờ bây giờ đánh bằng máy là nó fail đấy. Mình sẽ dùng cái cây này trộn. Xin phím nè. Rồi, trộn đều, trộn nhẹ nhàng nè. Nhẹ nhàng thôi. Ừ. Hất lên. Đó, xong rồi xoay cái tô 90 độ. Đấy, đây là kỹ thuật phôn. Khi mà em thấy là cái bột nó vẫn còn hơi phồng, nó xốp xốp vậy á là ok. Chứ mà em trộn mà thấy nó lỏng lẹt á là biết là fail rồi đó. Ok, rồi bây giờ mình cho vào khuôn nên đi nướng. Quay thành công một chút. Thấy cái hỗn hợp này nó rất là đẹp và nó rất là bơm, rất là mịn. Tôi cảm thấy như tôi là một master chef thật thụ. Rồi, dùng cái này để chia bột thì có một scoop. Đó, thì em cứ bỏ một scoop vào đây. Như cái này, là biết xài không? Một scoop. Đó,
đấy, vừa thôi biết được. Đấy rồi mình hãy vào đây lấy một cái ít quá thì hai cái hả? Ừ, hai scoop đấy thì mình chia đều nó thì lúc mà mình nướng thì nó sẽ ấy hơn. Người ta đã đưa cái cục này để cho múc cho nó đều xong cùng hả, nó múc có nửa chừng 2/3 rồi, cái cục thì 3/4 rồi, nó không có đều một cái scoop, thành ra nó chia đâu có đều đâu. Mọi người nhìn đi, nhìn đi, có cái nào đều đâu, tức cái mình. Nhưng mà em nghĩ đây, thí dụ trong trường hợp mà em thắng thì bữa sau em dạy chị món gì biết chưa? Chưa, em có một món đẳng cấp luôn. Ghê vậy? Ok luôn. Rồi mọi người, chắc mình cứ nên giao bộ thua mọi người. Mình giao bộ thua để mình được học một cái món đẳng sư cấp. Cái đấy thua hay thắng là bọn mình không quyết định được, em sẽ hỏi các bạn ở trên kênh. À rồi, cho mọi người vote đúng không? Ok. Cho mọi người vote. Mọi người vote ai thắng là người thắng. Bây giờ mình sẽ nướng cách thủy. Nướng cách thủy là sao ta? Là khay nước bánh ở trên, xong ở dưới con có khay nước. Thì nó sẽ, cái hơi nước sẽ làm cho bánh nó ẩm hơn, nó không có bị khô. Trong lúc đợi bánh nướng thì hai mình sẽ đi ngồi coi cách làm. Ok, cách làm cái kia, hoa hồng hả? Cái hoa hồng. Ok. Rồi. Rồi. Nướng thôi. Nướng thôi. Nướng cách thủy 150 độ trong vòng 30 phút ạ. Một cái là ta nói hả, cái mùi bánh nó thơm phương phức. Trời, mọi người nhìn quả nấm chấn động của tôi. Lại là một quả thì gọi là bom nguyên tử. Bom nguyên tử, rồi. Châm quả bom nguyên tử này đi. Ok, nó mập nhất nên nó rút lên. Đây, khô queo rồi. Khô queo, okay. Thành công, yeah. Ok, yeah. Bây giờ sao, đợi cho nó nguội hả? Cho lại nó vào tủ lạnh rồi. Chúng tôi đã chuẩn bị bước vào những cái bước cuối cùng, đó chính là trang trí bông hoa hồng lên chiếc bánh cupcake này. Đây sẽ là một cuộc chiến. Trước đó mình ăn thử được không? Được. Chị này, chị đang nghiêm túc mà. Thôi mình đừng có nghiêm túc, em bây thử giờ đi. Trời khuya rồi mình phải lẹ lẹ lên. Trời tối rồi này. Sang đây quay từ 10 giờ sáng ăn thử trước đi bà. Nào bóp nó xem. Oh, mềm. Nó mềm á. Đây. Trời ơi, cái cốt bánh bông lan của tôi nó tỉ thôi luôn đó mọi người. Feedback nhạt. Không, em sẽ vừa đó, đúng với chị nó nhạt. Tại vì chị giảm đường cho em. Vẫn ngọt. Nhạt. Không sao, mà cái này ngọt. Nhưng mà cái này nó ngọt, nó vừa đấy. Nói chung là cái cấu trúc của bánh thì rất ngon. Mềm, rất mịn, rất ẩm. Nhưng mà hơi nhạt. Nhưng mà nhạt. Bữa sau thêm đường nha mọi người. Tại vì giảm đường cho em đấy. Trời ơi. Rồi. Rồi bây giờ. Bây giờ mỗi chị em mình sẽ chọn ra 3 cái bánh. Được bao thật ra cho mọi người, được ba cái bông nhờ. Thôi bây giờ bắt 6 rồi mới chấp nhận thôi. Rồi hồi nãy chúng trong lúc đợi bánh thì chúng tôi đã đi nghiên cứu, đi du học. Vừa đi du học về. Bây giờ nha, bây giờ có hai đôi đúng không, bây giờ thì mỗi người tay phiên nhau. Em lấy này trước đi. Rồi này, bây giờ chơi luôn nha, bây giờ không test nữa, bây giờ một ăn cả ngã. Ngã ăn gì thì không biết, nếu mà ăn hết. Ai hỏng thì cứ việc làm lại thôi. Ừ. Ôi lên cơ tay luôn á chị. Lên chuột luôn á. Damn bro. Không bắt được. Damn. Cứng quá. Cứng quá. Good. Con được chấm núi lửa kìa. A few moments later. À kìa. Nó cũng hồng hồng đúng không? Nó cũng chị hồng hồng rồi kìa. Ý hí boy. Không thật vừa cái bông gì không biết nữa. Đổi không nè, không nhiều khi cái do cái đuôi đấy. Để xong cái này chị đưa qua cái này cho. Không có bà ơi, do cái do không có biết làm á. Chắc tôi cũng biết làm, tôi làm lần đầu luôn á. Bất ổn quá. Mình sẽ thắng thôi mọi người ơi. Má. Trận đấu đã biết trước kết quả. Không, mình sẽ em còn hai option không mà. Em còn đến hai cái bông nữa. Thôi cái đi hết cỡ rồi mọi người ơi, không thể. Rồi nè, đổi cho cái này nè. Dạ. Đấy. Trời ơi. Không, nhưng mà quan trọng là nhiều khi làm đẹp chưa chắc là đã thành thắng nha mọi người, phải tùy theo nhiều khi cái độc lạ. Đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Để cho người ta thua một cách bình yên đi. Vậy nghĩ là em làm bên trong cái nhỏ đi, xong cái bên ngoài cánh bự thì em làm cho cánh bự.
như nào ta? Thì bên trong mấy lớp đầu là dùng cái cánh nhỏ, xong cái lớp bự thì em dùng cái bự ngoài thì nó ấy hơn. Trời ơi, lại còn khó như vậy, dùng một cái còn chưa xong này bà già. Thôi tùy em, chị xong rồi. À ha, sao khó vậy nè? Theo nguyên lý mà người ta làm á, là mình cứ bắt một cánh ở đây, xong ở giữa cánh này nè, mình bắt một cái bên đây, xong cái giữa bắt qua bên kia là nó so le đó. Ok, vòng qua đây, vòng qua đó, rồi cái từ đây, từ ở giữa cái này nè, từ giữa cái này rồi vòng qua bên kia, vòng cao bằng cái đó qua bên đó, đúng rồi đó. Ra chưa hôm hôm nó nè bé, nhìn cái này nè. Rồi tiếp từ tiếp. Giữa đây bắt qua bên kia đấy, bắt qua vòng qua luôn, đúng rồi đó. Thấy chưa, nó cũng ra cái búp mông rồi nè, khỏe liền là ra chưa. Nhìn giống cái bắp bông bông mà mọi người. Đó, xong bây giờ nè, em cứ tựa ở giữa cái này, bắt vòng qua cái kia, cao lên xíu. Ý là nó phải vòng qua được, nó che phủ đó. Đúng rồi. Đẹp rồi, thắng rồi. Lên luôn, đó, qua luôn. Đẹp nha bà. Đó, nhìn đi mọi người, nhìn giống mà. Bắt đầu. Nè. Từ từ. Đây là chị là thằng là chú gì ta? Hay là gọi là bà, cái cú gọi là mà người ta lật kèo phút chót đó, cái kiểu gọi là thế là một cú lộ ngư dân xuất sắc. Oh my god, mình đúng là không nên gọi là không nên mưa vui mừng quá sớm. Chưa có xong cái mông luôn á mà bà nói quá rồi. Không, nhưng mà nhìn vô là thấy đẹp hơn hẳn rồi cha. Nhìn nó đẹp hơn hẳn mà, nhìn cái này nó thẳng bè, cái này nó có một cái độ cao mà nó cúp ra đẹp rồi đấy. Thôi thì bà ơi, big me girl. Thề, bây giờ đăng lên em thắng thì sao nè? Đăng lên giờ em thắng thì sao? Thì không vậy chị làm bánh thôi, làm đèn nấu ăn thôi chứ có cái gì đâu. Ngồi lên, sắp xong rồi. Rồi ơi, bây giờ chúng tôi đã hoàn thành xong hai cái bông của chúng mình. Và bây giờ đây là... Ây! Ây! Ý, mày quá! Tôi nói mà rút chó, tôi chân. Nó điên rồi mọi người ơi. Cứu tôi. Thôi lúc này cái này lật kèo lật mặt tà le luôn rồi, nó méo cái mông luôn rồi. bây giờ không còn cách cứu nữa rồi. Và chị em tôi đã hoàn thành xong món cupcake hoa hồng. Thành quả thì nó cũng hơi ối trời ơi một tí, nhưng mà đây là lần đầu tiên bọn tôi gọi là tham gia vào lĩnh vực làm đẹp cho bánh cupcake, cho nên là mọi người hãy lượng thứ về sự vụng về này. Kết quả thắng thua thì bọn mình sẽ bật mí vào video lần sau. Hôm nay thì đến đây thôi nhỉ. Anh chị em bắt đầu vào chuyên mục thưởng thức đồ ăn rồi, chúng ta ra về thôi, muộn quá rồi. Cái bánh nó rất nhạt nhưng mà tình cờ là cái kem nó nhiều. Nên là ăn cái vị cuối mà mình nuốt vào trong miệng lại rất là ngon. Ê may nha, nếu mà mình mà làm cái cốt bánh ngọt là cái bánh này ngọt lắm luôn. Nhưng mà tại vì cái bánh nó quá nhạt đi cho nên là tự nhiên nó lại vừa mọi người. Nó lại vừa mọi người ạ, nó lại hợp lý chứ. Đây, nhìn đi. Đây là không hết bánh rồi. Nhưng mà kem nó còn hẳn một nửa cái mông hồng. Này, nhưng mà mặc dù chị ăn ngọt nhưng mà cái này nó vừa ngọt, nó vừa béo ấy, nó ngậy. Cái này ăn nhiều là ngậy nha. Ừ, kem bơ mà, bắt bông mà. Gật gật thôi chứ chê. Cái mặt này mặt chê. Ngọt quá hả? Ngon rồi. Nó chưa có kịp ngậm vô miệng luôn. Nó kêu ngon. Thôi. Chào các bạn kìa. Vô thôi. Chào. Chào các vị khán giả thân yêu. Chào các bạn khán giả thân yêu của kênh YouTube Linh Ngọc Đàm. Buổi làm bánh bất ổn hôm nay đến đây là kết thúc. Bây giờ bọn tôi sẽ thưởng thức nốt chỗ bánh này và ra về. Cảm ơn mọi người đã xem chương trình này của bọn tôi. Hẹn gặp lại vào những số lần sau. Bye.